Theo dữ kiện thu thập và báo cáo từ trường đại học Bennington College liên quan đến các loại hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bao gồm binh sĩ Hoa Kỳ từ quá khứ cho đến nay, thì chất độc tiếng Anh gọi là Aqueous Film Forming Form, viết tắt là AFFF, tiếp tục gây tác động đến sức khỏe của nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ và kể cả ngoài nước. Hóa chất AFFF còn mệnh danh là chất độc không thể trừ khử được vì chúng bám vào các phân tử trong môi sinh do lực lượng không quân Hoa Kỳ chế tạo và lần đầu tiên được đưa vào sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Thoạt đầu là để ngăn ngừa những vụ cháy trên tàu chiến và tại các phi đạo. Hóa chất này như một lớp sơn khi thổi lên bề mặt có khả năng chống cháy. Thế nhưng, AFFF có khả năng bám vào mọi phân tử mạnh đến độ chúng không thể nào tách rời được vì vậy một khi đã thành phẩm chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại ngoài môi trường sống của con người ngay cả khi bị đốt đi chúng vẫn tiếp tục trở thành phân tử thán khí và vô cùng độc hại cho những ai hít phải hoa kỳ đã trải qua nhiều cuộc chiến và lực lượng không quân đã sử dụng hóa chất afff trong hầu hết các cuộc chiến này trở thành một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi sinh độc hại nhất trên thế giới tại các căn cứ quân sự của hoa kỳ hóa chất afff được các nhóm cứu hỏa sử dụng thường xuyên trong các đợt huấn luyện họ bị ô nhiễm mà không hề hay biết vì được thông báo là an toàn để sử dụng chất afff cũng tương tự như hợp chất pfas hiện trở thành hiểm họa môi trường khi chúng xâm nhập vào nguồn nước và người tiêu thụ đang bị lây nhiễm hầu như hàng ngày hậu quả là các bệnh như ung thư chậm phát triển não bộ nơi trẻ em ngăn chặn sức đề kháng trong cơ thể, kể cả tác hại đến khả năng tạo giống nơi đàn ông. Vì chất AFFF được sử dụng rộng rãi tại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trong và ngoài nước, vì thế các cộng đồng cư dân sống chung quanh các căn cứ quân sự này đều bị ảnh hưởng từ hóa chất không tan trong không khí. Chúng thấm vào nguồn đất, nguồn nước và thấm vào máu của những ai thường xuyên hít thở hay hấp thụ chất độc này. Trong cuộc nghiên cứu năm 2016, quân đội Hoa Kỳ đã xác định có 393 vùng bị ảnh hưởng từ hóa chất AFFF, bao gồm 126 khu vực có hóa chất PFAS thẩm nhập vào nguồn nước uống cho công chúng. Năm 2019, Bộ Quốc phòng tiếp tục cuộc thanh tra và khẳng định rằng số nơi bị nhiễm hóa chất độc hại này trên thực tế còn cao hơn nhiều so với báo cáo năm 2016. Điều đáng quan tâm là dù có cuộc điều tra và kết quả cho thấy tác hại của hóa chất AFFS nguy hiểm đến con người như thế nào, thế nhưng hiện nay quân đội Hoa Kỳ vẫn còn cất giữ một chữ lượng khổng lồ. Vì không thể đổ chúng ra ngoài môi trường như rác hữu cơ được, nên Bộ Quốc phòng đã lên kế hoạch tiêu hủy chúng bằng cách đốt thành trò. Tuy nhiên trên thực tế, chất AFFF vô cùng dính, vì thế việc sử dụng lửa để thiêu hủy chúng vẫn hiện hữu trong môi trường. Vì không còn phương cách tiêu hủy nào khác, cho đến nay, Bộ Quốc phòng vẫn âm thầm cho đốt hóa chất này, ngược lại, tạo nên các tác hại lớn lên binh sĩ Hoa Kỳ, tình trạng ung thư và các dị tật khác. Ngay cả tổng thống Joe Biden cũng đặt nghi vấn liệu rằng hóa chất độc hại này có phải gây nên bệnh ung thư dẫn đến tử vong cho người con trai lớn của ông trong thời gian phục vụ quân đội hay không. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn không có phương cách hay kế hoạch nào khác để thiêu hủy hóa chất AFFF từ vật liệu tồn động. Vì thế, chúng sẽ tiếp tục gây hại đến môi sinh, nhất là các cộng đồng sống chung quanh các căn cứ quân sự trong và ngoài nước. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho Đài Little Sài Gòn TV